chúc mừng. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nước nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa đoạn nhạc qua chức năng giải mã Optical. Em xin giới thiệu đây là bộ dàn xe đại, model là Panasonic D5500, dàn gồm hai thớt Amly và lọc âm Auralaser, lo zin theo dàn. Phía sau Amly có ngọt Optical in dùng giải mã không cần mồi. Em đang kết nối với cái Dead Note All-in-One Sony. Trên Sony có Optical out và trên Panasonic có Optical in, mình cứ kết nối là mình có thể giải mã. Sau khi mình giải mã, chất lượng âm thanh nó sẽ lớn hơn 30% dung lượng volume và nghe chắc âm chuẩn hơn, sạch hơn so với không giải mã nha. Amply Panasonic D5500, công suất Amply là 100W, có thể chỉnh được bass, treble, ba lăng, có chỗ cắm micro và các nút để tùy chỉnh chuyển ngõ, kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Giải mã thì phía sau mình ghim DT, mình chỉnh về DT. Phía sau ghim CD thì chỉnh về CD hoặc là BS nha. Lọc âm Auralaser Panasonic D5500, mình có thể chỉnh được tần số lọc, bass, treble, mic và nhiều tùy chỉnh khác ở trên này. Nó có rất là nhiều tùy chỉnh về tần số lọc nha. Gu của mình bass nhiều, treble nhiều hay mic nhiều thì mình cứ tùy chỉnh để phù hợp với sở thích nghe nhạc. Lo zin theo dàn Panasonic D5500, công suất lo là 100W một thùng, 200W trên cặp lo, trở kháng của lo là 6 ohm, bass của lo là 23 cm, màng carbon, gân thì gân giải. Chiều cao của lo là 52 cm, chiều ngang cả bộ dàn theo cách bài trí của em trên clip là 95 cm. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nhà mình có ổn áp cứ lấy điện 100V ra sử dụng, hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn. Giá bán cục đổi nguồn bên em là 200.000. Ngoài ra em còn xin nhận gắn Bluetooth vào trong Amply với diện tích phòng 50m2. Bluetooth bắt sóng rất tốt và khỏe, mình chỉ cần bật điện thoại, laptop, máy tính bảng hay những thiết bị nào có Bluetooth là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần dây nhợ rườm rà. Bluetooth gắn trong và gắn ngoài là chất lượng hoàn toàn khác nhau, và giá thành của gắn trong nó sẽ đắt hơn nhiều so với gắn ngoài. Mua hàng thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin vào Zalo giúp em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo, vẫn là số 0931008099. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, nếu mình chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cục đổi nguồn trị giá 200.000 nha. Đổi nguồn là tặng kèm máy, không quy đổi thành tiền. Ở đây thì ngoài chỉnh bass, treble, ba lăng có chỉnh sụt rao, rồi chỉnh tùy chỉnh khác nữa. Nãy giờ mình nghe nhạc của Optical đúng không? Thì bây giờ em sẽ test nhạc qua ngõ hai đầu bông sen Gazak 3.5, kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ AV. Bây giờ mình cùng nghe một đoạn nhạc sôi động nha. Em đã ghim ngõ AV. Xa bến xưa vẫn mong trong ngóng trong vô vọng mà đắng cay còn đây sông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay tiệm thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ từ vần thơ ghi vào trang thơ.
trời bay duyên mình ai lấy, tiếng hai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây, trách do tên phận anh chẳng thể lo em hướng sáng trời, mong ngày tới em vui bên tình nhân mới, không cho đâu. Panasonic D5500 công suất ampli là 99W. Đây là lọc Amawa laser sử dụng nguồn rời và kết nối DAV Manning, có thể tách hai thớt ra sử dụng riêng lẻ đều ok. Góc cạnh cô lo. Hàng nhiệt điện 100V vui lòng đừng cắm nhầm 220 chuyển đủ đừng tập đổi nguồn. Bây giờ em xin kết thúc clip nhé. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em chốt hàng. Rồi em quên đi giao cửa và tình trạng nỗi buồn anh đến nên từng bị đắng rồi say trong mi man là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê bóng dáng tan xương ngày nào còn đó sao em đi mãi mà không về nhưng lúc em không chắc vẫn chắc câu vì anh đã phải lòng cảnh đẹp hay đam quê sông nước em đi còn ai để trải lòng em cười nói vui vẻ say đắm với người ta trong lá đột nhiên con ngày anh về mặt trời mỏi tắt em như say.